Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cho Ngày Hoàn Hảo, và tôi là Xuân Quỳnh. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một nhà thơ mà ông đã từng gắn bó với những bức thư, những bài thơ từ khi còn nhỏ dành cho những người bạn của mình. Thế nhưng phải cho đến hơn 40 năm sau thì ông mới quay trở lại để tập trung vào sáng tác những tác phẩm thơ của mình. Và gần đây nhất ông đã cho ra mắt một tập thơ có tên là Thổn Thức để mà mang tới cho quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay không chỉ là những bài thơ của mình mà còn là những câu chuyện bên lề nữa. Mời quý vị hãy cùng theo dõi cuộc trò chuyện ngày hôm nay cùng với nhà thơ Nguyễn Thiện. Xin chào ông ạ. Xin chào MC Xuân Quỳnh. Xin chào khán thính giả đang theo dõi chương trình. Nhà thơ Nguyễn Thiện, tên đầy đủ là Nguyễn Thành Thiện, sinh năm 1957 tại xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Yêu thơ và làm thơ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng phải đến khi rời quân ngũ về nghỉ hưu, đại tá Nguyễn Thiện mới có nhiều thời gian dành cho gia đình và cho thơ. Thơ của ông nhanh chóng được nhiều người biết đến với hình ảnh một cây bút nổi trội cùng nhiều thành công đáng ghi nhận. Theo nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến, thơ Nguyễn Thiện nổi bật nhất vẫn là chất tình và tính nhạc. Ở đề tài nào, nhà thơ cũng am hiểu và bộc bạch được những lời gan ruột, những trăn trở từ thẳm sâu đáy lòng. Thơ của Nguyễn Thiện cũng rất có duyên với âm nhạc. Hiện ông đã có hơn 100 bài thơ được phổ nhạc với các tên tuổi nhạc sĩ như Đào Mạnh Kiên, Hiếu Vũ, Đoàn Bổng và được thể hiện bởi nhiều giọng ca nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Vi Hoa, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, nghệ sĩ ưu tú Bùi Thu Hiền, nghệ sĩ ưu tú Lê Anh Dũng. Cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhà thơ Nguyễn Thiện trong chương trình Cho Ngày Hoàn Hảo hôm nay. Ngày hôm nay nhà thơ Nguyễn Thiện đến đây cùng với hai người bạn. Đó là một tập thơ có tên là Vầng Trăng Thức và tập thơ Thổn Thức. Đây là hai tập thơ được xuất bản gần nhất phải không ạ? Vâng ạ. Vâng. Khi mà tìm hiểu những thông tin về nhà thơ Nguyễn Thiện thì có thể thấy là sự gắn bó và bắt đầu làm những bài thơ đầu tiên là chú Nguyễn Thiện đã làm từ hồi còn nhỏ, từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đúng rồi. Dạ. Chú còn nhớ là năm đó với cái bài thơ đầu tiên của mình là hồi đó mình bao nhiêu tuổi ạ? Tức là kể cả từ khi học còn lớp 4 á, yeah, thì tôi cũng đã làm thơ, nhưng mà cái ngày đó thì nó cũng không để ấn tượng, nên là cái thơ phong trào, yeah, thơ của học sinh. Chứ còn sau này thì khi mình về trong những năm tháng quân ngũ thì cũng tham gia với các đơn vị, tham gia viết với đơn vị là chính vì là cuộc sống. Rồi nó cũng bom đạn, rồi tất cả cái nghề viết của mình không phải là nghề chính, mà nghề chính của mình là nghề cầm súng. Yeah. Thế còn sau này mình về thì đây là nghề tay ngang. Nên mãi sau này thì mình mới viết, và được nghỉ chế độ rồi thì mới viết nhiều, và viết say viết và viết nhiều. Dạ, yeah. Như cái sự say viết đó của chú thì chú thấy là nó đã được nhen nhóm và đã được vun bồi từ cái khoảng thời gian nào và vì sao nó lại được nhen nhóm lên ạ? Cái yêu thơ á, thì phải nói là yêu từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Vâng. Mà thích được nghe thơ và thích được là đọc thơ. Bởi vì thực ra từ ngồi nhỏ thì trong cái gia đình ấy, thì mình được còn nghe lời ru của mẹ của bà về những cái à ơi, yeah, con cò, gánh gạo đưa qua sông, gánh gạo đưa chồng, nước mắt nỉ non ấy. Rồi tất cả cái đó nó gây một ấn tượng. Nó làm cho tuổi thơ của mình nó có một ấn tượng về lời ru của mẹ, về tất cả những gì quê hương đất nước nó hình thành dần lên trong mình. Và những năm tháng như thế thì khi ngồi trên ghế nhà trường thì mình cũng rất yêu thơ và rất thích đọc thơ. Thế thì khi mãi đến năm học cấp 3 thì nhà trường cũng đón cả bác Xuân Diệu, bác Chế Lan Viên về để nói chuyện về thơ tình cho học sinh nghe. Và từ ngày đó mình cũng mê thơ lắm. Mình cũng thích thơ của Xuân Diệu, rồi thích thơ của Xuân Quỳnh. Hay là trong khi mà học ở phổ thông thì mình thích cả thơ Tô Hữu, rồi thơ Chế Lan Viên, nhất là những cái bài Người Đi Truyền Hình Của Nước ấy. Đất nước đẹp vô cùng nhưng bác phải ra đi, cho tôi làm có cho tôi làm sóng dưới con thuyền đưa tiễn bác, khi bờ bãi dần lui làng sóng khuất bốn phía nhìn không bóng một hàng tre. Thế là anh Chế Lan Viên anh viết bài thơ mà Người Đi Tìm Hình Của Nước. Hay là thơ Tô Hữu cũng để lại cho tôi những ấn tượng rất sâu sắc, như là Bầm Ơi đấy. Bầm ơi có rét không bầm, hiu hiu gió núi lâm thâm mưa phùn, bầm ra rụng cấy bầm run, chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non.
đấy, những cái hình ảnh của người mẹ, hình ảnh quê hương đất nước, tôi đã hun đúc vào trong trái tim tôi. Và từ đó là tôi cũng rất yêu. Và sau những năm tháng đi quân ngũ, vào quân ngũ, sau 40 năm phục vụ quân ngũ, thì cũng đau đáu, mình muốn làm một cái gì đó, mình muốn ghi chép làm một cái gì đó, không những chỉ cho mình, cái thỏa, trước hết là thỏa cái đam mê của mình, sau muốn gửi lại, gắm lại cho con cháu mình một điều gì đó. Thì mãi sau này khi mà tôi nghỉ chế độ thì bắt đầu tôi mới viết. Và tất cả những cái gì dồn nén lại, tất cả những cái gì mà tôi tích lũy được trong cuộc sống thì chính đến bây giờ tôi mới viết. Và có những người bạn mà sao bạn viết say thế và bạn viết được nhiều thế, xong mà mình còn nói vui là nếu không viết sợ không kịp. Vì năm nay mình 68 rồi, thì mình trêu với bạn mình nếu không viết thì sợ không kịp, nên mình sẽ viết, viết tất cả những gì còn có thể viết được, và ngày nào mình còn viết được thì mình sẽ viết. Và có lẽ theo lời Chúa kể đó, thì bây giờ mình say, nhưng kỳ thực ra cái say đó là nó phải được ươm mầm từ cái thời rất là nhỏ rồi. Rồi những cái năm tháng mà Chúa ở trong quân ngũ đó, thì đó là những cái năm tháng chiến tranh rất là khốc liệt của đất nước. Thì thế hệ trẻ của những cái năm tháng đó đã trải qua những cái ký ức như thế nào, trải nghiệm như thế nào, và trong cái khoảng thời gian đó có lần nào mà chú làm thơ và dựa vào thơ để nuôi cái tâm hồn của mình? Thực ra trong cái cuộc kháng chiến của dân tộc mình ấy, hay là chính chúng tôi là những người lính được tham gia vào cái cuộc chiến đó, thì khi mà cuối năm 74 đầu năm 75 á, thì mình có được nhận lệnh nhập ngũ. Thì ngày đó mình chưa thi xong lớp 10 đâu. Mình được cái... Thực ra ngày đó là nếu nói đúng ra là mình chưa tròn 18 tuổi. Nhưng mình viết đơn mình đi, mình xung phong, mình đi bộ đội. Thì những năm tháng ở đấy thì mình đã chứng kiến nhiều cảnh đồng chí đồng đội mình cũng hy sinh, rồi cũng vượt qua những cái khó khăn, bom đạn ác liệt. Và từ đó hình thành cho mình một cái nhìn mới, một cái tư duy mới, một cái cách nhìn mới. Và từ đó mình cảm nhận được cái rằng là cái cuộc sống của người lính, rồi cái cuộc chiến đấu thần thánh của dân tộc, nó cái gì thiêng liêng lắm. Thế mãi sau này mình tích lũy lại, ngay lúc đó mình chưa viết được đâu. Nó chạm đến trái tim mình thật, nhưng mà cũng chưa thể viết nổi. Thế bây giờ mình ngồi mình mới nghĩ lại, mình viết được. Chẳng hạn như mà sau này mình viết là nơi bạn tôi nằm, rồi đồng đội tôi đón anh về, rồi có một thời nhật lệ trong tôi, hay là tổ quốc nhắc mãi tên em, vị xuyên ngày rỗ trận. Thì đấy những bài viết mà về người lính, mình viết về người lính. Thì tất cả những bài thơ của mình sau này có một số lại được phổ nhạc, chẳng hạn như nơi bạn tôi nằm chẳng hạn, thì nhạc sĩ Đoàn Bổng phổ nhạc. Thế thì nói lại cái cảnh chiến đấu của anh em mình, của những người lính ở cái mặt trận của Quảng Trị năm 1972. Thế thì là những người lính, rồi những người sinh viên ra đi mãi mãi ở tuổi 20 nằm lại nơi đó, thì mình viết cái bài là nơi bạn tôi nằm. Thế sau này thì là bác Đoàn Bổng, bác phổ nhạc của anh Đăng Dương thể hiện trong thể hiện này. Thế còn cái bài thơ mình viết về đón anh về, thì như là đón anh về với mẹ chiều nay, có chúng tôi những người đồng đội đã cùng anh một thời nở khói. Thì viết cái bài thơ đó xong thì đảng sĩ Đào Mạnh Kiên cũng phổ nhạc, và sau này nhạc ca sĩ viết danh thể hiện cũng rất thành công. Đấy, cái bài mà đón anh về. Rồi hay là bài đồng đội tôi cũng thế. Cái bài đồng đội tôi thì cũng nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên thấy hay quá cũng phổ nhạc, và sau này thì cũng anh viết danh, ca sĩ viết danh cũng thể hiện rất thành công. Hay là có một thời, hay là nhật lệ trong tôi thì cũng viết thành nhạc, cũng trở phổ thành nhạc, và nhạc sĩ Thanh Tài thể hiện. Thế còn vị xuyên ngày rỗ trận thì do top nam của đoàn ca múa nhà công an nhân dân thể hiện. Thì đấy là những cái bài thơ mình viết về người lính, và đấy là tất cả những gì mà mình thu được, hay là mình có tận trong tim mình. Và tất cả nó là kỷ niệm, nó cứ hiện về mình viết về những người lính, và chính mình cũng là người lính. Và khi là mình về thì mình cũng là một sĩ quan, rồi cũng được đào tạo cơ bản, rồi cũng qua những năm tháng chiến dịch Hồ Chí Minh cũng tham gia đợt cuối, rồi mình cũng tham gia chiến dịch ở bên Campuchia, bất bạn bên đó, rồi về sau này ra học trường sĩ quan chính trị một thời gian, sau thì mình cũng lên biên giới phía Bắc một thời gian ngắn. Thì tất cả những cuộc kháng chiến đó mình được chứng kiến, mình được đi qua nó, thì mình mới cảm thông với tất cả những gì cuộc sống của những người lính và của cuộc chiến đấu thần thánh của dân tộc mình.
con xa quê biết bao năm rồi, nay tìm về nơi bình yên bến đỗ. Con thấu hiểu tháng ngày gian khó qua lời ru của mẹ của bà. Lời mẹ ru thấp thoáng cánh cò, quả thị bước ra dịu hiền cô tâm. Nhà lá đơn sơ hai đầu cánh võng, đêm mùa đông nghe tiếng gió lùa. Con tìm về quê mẹ quê cha, ra giết trong con câu dân ca ngọt đắng. Bến nước cây đa rêu phong trầm mặc, trắng hao gầy sao xác tiếng vạc rơi. Con nghẹn ngào thầm gọi quê ơi, nơi mẹ cha một đời vất vả. Dù giàu sang nơi phương trời nào đó, cũng không bằng nơi mẹ nơi cha. Dù giàu sang nơi phương trời nào đó, cũng không bằng nơi gọi quê hương. Con xa quê biết bao năm rồi, nay tìm về nơi bình yên bên đỗ. Con thấu hiểu những ngày gian khó qua lời mẹ ru thấp thoáng cánh cò. Con tìm về quê mẹ quê cha, xa giết trong con câu dân ca ngọt đắng. Vì vu sao diệu mênh mang tiếng hát, trăng hao gầy sao xác đồng quê. Con nghẹn ngào gọi quê ơi, nơi mẹ cha một đời vất vả. Dù giàu sang nơi phương trời nào đó, cũng không bằng nơi mẹ nơi cha. Dù giàu sang nơi phương trời nào đó, cũng không bằng nơi gọi. Chú không chỉ có đề tài viết về người lính và những năm tháng chiến đấu oanh liệt của đất nước ta, mà chủ đề mà chú viết ở trong các tập thơ của mình được trải dài với rất là nhiều đề tài khác nhau. Cháu cũng có thể thấy là có tình yêu của gia đình ở trong đó, với bạn bè này, với cuộc sống này, với quê hương, với đất nước của mình. Dạ, thì cái nguồn cảm hứng đó thì chú thường là sẽ đến với những cái kế hoạch từ trước đó, hay là nó rất là ngẫu hứng, nó xảy ra hàng ngày vậy? Nói là mình thì thơ của mình viết thì cũng đúng là nhiều đề tài, dạ, nhiều mảng. Trong đó có mảng về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu về với cha mẹ mình, rồi tình yêu với đồng chí đồng đội, rồi cả những mối tình của nam nữ. Thì tất cả những cái đó có những cái nó thường trực với mình. Có những cái thì mình bắt gặp trong đời sống hiện thực hiện nay, nó chạm đến trái tim mình, thế là mình viết. Đấy. Có những cái mình nói thật, có những cái nó sẵn ở trong đầu mình, chẳng hạn như hình bóng cha mẹ mình. Những cái nỗi vất vả của cha mẹ mình. Thì mình không, thế thì trên đường mình đi ấy, thì mình lại về quê thế. Thì có thể mình đi qua cánh đồng làng thôi, thì mẹ hình dung thấy bóng cha cày mẹ cấy ở đấy. Ông cha mẹ mình cày cấy đấy. Thế thì mình đi qua thấy có một bà cụ già nào hay là một người nào đó đang khoác áo tơi để cánh trên đồng quê hương mình, thì mẹ hình dung ra đó như là mẹ mình, như là cha mình đang đi cày cấy trên cánh đồng của quê hương mình. Thì cái đó nó lại chạm đến trái tim mình và làm cho bài thơ của mình nó sinh động hơn. Và viết nó có một cái gì đó nó thấm đẫm tình người hơn. Và nó có một cái gì đó mình hay nói một cách khác là nó cô đọng lên nhiều. Yeah. Thế còn về quê hương đất nước thì nó là có cái nó đã vào qua những cái trang sách của thời học sinh, rồi qua những trang sử viết, rồi qua cả cuộc kháng chiến của thần thánh của dân tộc, và qua bản thân mình đi qua rồi thì mình lại càng yêu quê hương đất nước mình hơn. Mình thấy cái giá trị độc lập tự do của ngày hôm nay, một cái đó bằng máu bằng xương của rất nhiều người,
ngã xuống để đổi lấy cái độc lập tự do đó, đổi lấy sự sống vĩnh hằng đó, mà cái đó không bao giờ mất, cái đó không bao giờ phai nhạt, và đặc biệt đối với những người lính bọn mình thì trân trọng lắm. Như vậy các đề tài không đến từ đâu xa. Vâng. Dạ. Tất cả bắt nguồn từ cuộc sống. Vâng. Tất cả là bắt nguồn cuộc sống xong mới đến nghệ thuật. Vâng. Mình thì thực ra là viết thơ là tay trái nên là mình cũng không được đào tạo. Thực ra mình không được đào tạo để viết thơ và viết văn, không được qua trường lớp để viết văn. Cũng may mắn là khi mình học, khi ở trong bộ đội thì mình đi học ở trường sĩ quan chính trị. Thì sau đó học sĩ quan chính trị xong thì mình lại một thời gian sau mình lại được về học viện chính trị, đào tạo trung cấp. Thế nhưng đặc biệt là cái mà mình tiếp thu được là từ cái vốn sống, từ cái lời ru của mẹ, của bà, từ cái vốn sống của cái mái trường, học sinh là yêu thơ, yêu nhạc, rồi là cũng thích thơ. Rồi sau này đấy mình cũng lại có một cái cuộc sống nó cứ cho mình cái chất liệu viết, chất liệu sống. Thế là cái bắt nguồn từ cuộc sống, bắt nguồn từ cuộc sống để mà sau đó mình mới nói đến tính nghệ thuật của nó trong đó. Bởi vậy cho nên những bài thơ, từng câu từ mà của nhà thơ Nguyễn Thiện sáng tác thì nó rất đời, rất gần. Và dường như có những bài thơ người ta có thể nhận thấy chính mình ở trong cái hình ảnh của những bài thơ đó. Có thể thấy ở trong hai tập thơ mà chú mang đến ngày hôm nay, hai tập thơ gần nhất, trải dài là với các chủ đề khác nhau. Chú có thể chia sẻ tới cho các khán giả truyền hình về một trong những bài thơ mà ngày hôm nay chú có thể đọc lên cho các vị khán giả có thể nghe được ở trong tập thơ của mình không ạ? Đây chẳng hạn như là cuốn trước là mình viết cái Vầng Trăng Thức năm 2002 ấy. Thì trong này các chủ đề của mình cũng đều xuyên suốt về tình yêu quê hương đất nước, về bố mẹ, về đồng chí đồng đội. Thì trong này cũng có rất nhiều. Cái tập thơ Vầng Trăng Thức của mình là có hơn 200 bài. Thơ của mình viết có hàng ngàn bài. Như đây mình chỉ chất ra một số bài để in. Thế còn những bài nữa mình chưa in vào trong tập này được. Trong này có mình cũng viết nhiều đề tài. Có cái đề tài có thể mình cũng viết về tình yêu, viết về những người thân của mình, viết về vợ mình. Thì đây chẳng hạn như là em là ngọn lửa, anh ước là mặt trời, xua màn, xua tan mùa đông giá, anh ước là chiếc lá dệt chiếu đêm em nằm, anh ước là vầng trăng đêm em vui bè bạn, anh ước là nốt nhạc để em viết lời ca, anh ước mãi hai ta chung trái tim nhịp đập, vượt qua ngàn mưa nắng, vượt qua ngàn bão giông. Tình ta như mùa xuân ấm nồng trong hơi thở, em mãi là ngọn lửa rực hồng trong tim anh. Đấy là mình viết một vài thơ mà có thể nói về tình yêu một chút. Tình yêu vẫn còn nồng cháy đấy lắm ạ. Ví dụ như là một cái bài về viết về cho riêng, hay là trong cái tập thổn thức của mình cũng viết nhiều. In năm 2024. Rất là gần đây đúng không? Gần đây. Chủ yếu là chủ đề xuyên suốt trong tập thơ này là gì ạ? Bài tập thơ này thì mình hiện nay là có 236 bài. Thì xuyên suốt trong cái tập thơ thuần thức này này thì cái chủ đề chính của mình vẫn là quê hương, đất nước, cha mẹ, đồng chí đồng đội và cái thời còn niên thiếu của mình ở dưới mái trường. Đấy, thì là mình viết ở trong tập thơ này. Thế còn hiện nay thì có những bài đang còn gần 100 bài, hơn 100 bài thơ của mình đã được phổ thành nhạc. Thì mình sẽ in một tập thơ riêng tới đây, tức là thơ và nhạc Nguyễn Thiện, thì mình sẽ làm riêng một tập. Như lúc nãy mình nói là về cha về mẹ, thì ai cũng có cha mẹ, nếu không cha mẹ không có mình. Thế nhưng mà khi mà cái lúc mà mình nhỏ thì cha mẹ dành hết cái tình thương cho mình để cho mình được khôn lớn, được làm người, và đến ngày hôm nay mình trưởng thành thì bố mẹ không còn nữa, thì cái đó là nỗi trăn trở, một cái nỗi suy tư, một cái gì đó mình cảm thấy như có một cái gì chưa làm tròn với bố mẹ mình. Đến lúc mà bố mẹ dành hết cho mình thì mình chưa làm được điều gì, thế bây giờ có cơm ăn áo mặc thì lại bố mẹ không còn nữa. Thế đấy, thì nói thật mẹ em là cũng có những cái là nó cũng rất là trăn trở. Đây chẳng hạn này, chiêm bao mẹ: một đời giật gấu vá vai, một đời lam lũ, một đời vì con, thân gầy cánh vạc mõm sông, mẹ tôi khuya sớm gánh gồng ngược xuôi, chắt chiu củ sắn củ khoai, mẹ cho tôi cả bầu trời tuổi thơ, cho tôi no đủ giấc mơ, cho tôi cánh võng ẩu ơ chưa hè, sạc xào gió thổi bờ tre, cầu áo bóng mẹ, nón mê nâu sòng, hai đầu đòn gánh vít cong, không ai thay được bóng hình mẹ tôi.
ngọt bùi câu hát vành nôi, đắng cay đời mẹ ru tôi sớm chiều. Để giờ con gọi mẹ yêu, đêm đêm trong giấc chiêm bao mẹ về. Dạ, yeah, cũng rất là thổn thức như đúng tên của tập thơ. Hay là muốn nói về một cái mối tình nào đó của tuổi thơ. Tất nhiên là cái ngày đó thì rất muốn một người bạn gái nào đó ấy, nhìn thấy người ta rất xinh nhưng người ta lại không yêu mình. Thì mình cảm thấy một cái mình xong mình khi mà đúng là cái bản thân mình thế. Thế có bạn gái thì là mình rất ưng. Thế nhưng người ta không để ý đến mình, người ta để ý người khác. Dạ, thầm thương trộm nhớ. Thầm thương trộm nhớ đấy, kiểu như cái tuổi học cao, đúng không? Tức tuổi mà gọi là khờ dại đấy. Thì anh viết bài khôn nguôi đấy. Chính cái trong tập thơ này, cuối cùng cái bài khôn nguôi này anh viết đấy này. Trách ai ngày ấy nỡ đùa tôi, trong trắng ngây thơ nở nụ cười. Ánh mắt đưa tình tôi tưởng thật, bạc đầu nỗi nhớ vẫn khôn nguôi. Ngày ấy một chiều thu chơi vơi, nghiêng nghiêng thả dáng bóng một người, tà áo trinh nguyên loài hoa dại, ngơ ngẩn sân trường ngơ ngẩn tôi. Thế rồi năm tháng cứ dần trôi, người ấy sang sông với một người, để lại con đường buồn lá rụng, sao xác sân trường sao xác tôi. Người ấy đâu rồi, người ấy ơi, sáng sông sao không nói nửa lời, để tôi với lại miền ký ức, thổn thức đông về, thổn thức tôi. Đấy, đây là một bài thơ về tình yêu, mà mình muốn nói một cái gì đó, nó cũng không phải người lính là khô khan. Trước đây người ta cứ tưởng là người lính khô khan, nhưng không phải, người lính không khô khan một chút nào. Club viết câu chuyện thành công của riêng bạn. 7A Phố Huế. Mặt trời ơi về đâu, cho ta về theo với, giữa không gian vời vợi, giữa đại ngàn bao la, em bơ lăng loài hoa, giữa cao nguyên hùng vĩ, em lung linh ánh lửa, trong mắt người tình si. Nắng nâng bước em đi, mây che đường dẫm mát, gió du dương bản nhạc, tóc xõa bờ vai xanh. Ước gì em cùng anh chung đường về phía ấy, ước mùa hè cứ mãi để chúng mình bên nhau. Với mặt trời về đâu, xin đừng quên ta nhé, ngọt ngào dòng sữa mẹ, em mặt trời Tây Nguyên. Thưa chú, là trong cái hành trình, quá trình mà chiến đấu và những năm tháng trui rèn và là một người lính đó, thì chú thấy nó đã truyền tải được những điều gì và mài dũa được thêm những điều gì cho cái ngòi bút của chú, cho bây giờ mình sáng tác các bài thơ? Mình phải nói, mình phải cảm ơn năm tháng quân ngũ, cảm ơn sự rèn giũa quân đội để cho mình vững chãi như ngày hôm nay. Tức là trước hết là bản lĩnh. Thế thì nhìn trước mọi hiện tượng sự vật, mình biết đúng biết sai, biết phản ứng lúc nào và không phản ứng lúc nào. Thì tất cả những cái đó trong cuộc sống, mà đặc biệt là những năm tháng mình được tôi luyện, cũng như là trong một câu nói của một câu rất hay là của trong Thép Đã Tôi Thế Đấy ấy. Tức là mà thép đã được lung trong lửa đỏ và nước lạnh thì thép trở nên cứng rắn hơn và không biết sợ. Thì đấy là cái mà mình cảm ơn là đã tôi luyện mình. Tôi luyện mình qua bom đạn, tôi luyện mình qua gian khó, tôi luyện qua mình qua tất cả những cái gì có thể khổ, lúc buồn, lúc vui, để tôi luyện cho ngày hôm nay, cho mình có một bản lĩnh. Và từ đó đã chấp cho mình, hay nói khác là cái chất liệu sống. Yeah. Chính đó là chất liệu sống. Mà đến ngày hôm nay mình viết được là do những năm tháng mình tích lũy được ở đấy. Tất cả những chất liệu sống đã cho mình. Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn gia đình, cảm ơn quân đội và cảm ơn bè bạn. Đã cho mình những cảm xúc ấy, cho mình những cái mà mình có ngày hôm nay.
Dạ, thật quý phải không chú? Khi mà bây giờ những bài thơ, trang thơ mình viết gần như là hành trình mình cô đọng lại thôi. Dạ. Và nó đến rất là nhiều những cái nguồn cảm hứng khác nhau để gợi nhớ cho mình về những năm tháng đó. Có một điều mà có lẽ là nhiều độc giả và những nhà phê bình cũng nhận thấy, đó là thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện có rất nhiều tính nhạc. Nhiều tính nhạc, và đó cũng là lý do mà có rất nhiều những bài thơ của ông đã được phổ nhạc. Thế thì cái tính nhạc này nó đến từ một cái tình yêu với âm nhạc hay là từ đâu mà trong các sáng tác của mình lại giàu tính nhạc như vậy ạ? Thực ra thì mình cũng là người mà cũng thích âm nhạc, thích nghe hát nhưng mà không hát được. Nhưng khổ cái là không hát được thôi. Mình cũng thích âm nhạc, mình cũng nghe. Thế thì tất cả những bài thơ mình viết ấy, là mình nói là trong thơ của mình viết là nó phải có chất nhạc. Thơ và nhạc là luôn luôn nó có hai mặt của một vấn đề, nó luôn luôn phải quyện với nhau. Nếu một bài thơ mà nó khô đọc thì nó sẽ không có đi vào lòng người được. Ngoài cái chất liệu cuộc sống, cái chất liệu cuộc sống để viết lên bài thơ đó, xong mới đến bút pháp, đến thi pháp, nhưng nó phải kèm theo chất nhạc ở đấy. Yeah. Những bài thơ đọc nó phải giàu tính nhạc, để cho người ta đọc người ta cảm thấy hút vào, cuốn người ta vào. Yeah. Đấy, ngoài cái đời người ta cảm thấy có cái gì đó ở mình ở đấy rồi, nhưng phải có cái chất nhạc ở đấy. Nó để cho cuốn người đọc vào nghe. Cái chất nhạc ở đây được thể hiện như thế nào hả chứ? Chẳng hạn như là có những bài thơ mình viết, mình ý định mình làm nhạc là mình viết được. Ngay cả các nhạc sĩ như là Đoàn Bổng, Đặng Mạnh Kiên, rồi là Hiếu Vũ, Minh Dương đều viết nhạc cho mình. Phải hơn chục nhạc sĩ viết thơ của mình. Cách mà chú sáng tác những cái bài thơ của mình đó, là có những bài là mình đã có dự định. Sẽ có thể viết nhạc đúng được rồi. Cho nên mình mới viết đúng. Câu từ như đúng, vậy đúng. Đúng không? Tức là những cái bài nào mà mình định dự định bài này sẽ làm nhạc thì mình sẽ chất chiêu nó, chất lọc nó đi để mình thành nhạc. Dạ. Nên là các nhạc sĩ phổ nhạc của mình đều nói là rất nhàn mà không phải sửa thơ của mình nhiều, mà chỉ có thể là một đôi chữ. Như bác Đoàn Bổng. Như bác Đoàn Bổng vừa là nhà thơ và nhạc sĩ nói chỉ cần một đôi chữ khi phổ thơ của Nguyễn Thiện. Từ đó cái sự kết nối giữa thơ, giữa ngôn từ với âm nhạc nó lại càng gần gũi, gắn kết hơn, phải không ạ? Dạ. Và như chú đã nói thì giữa thơ và nhạc nó luôn luôn phải đi song hành. Và những cái gọi là gia tài nhỏ nhỏ, chú đang có là hơn 100 các bài thơ của mình đã được phổ nhạc rồi, và sắp tới thì có thể sẽ là một tập thơ giữa thơ và nhạc, đúng không ạ? Đúng rồi, thì cái này thì là mình đang làm rồi. Vậy ạ. Tức là mình đang biên tập lại, tức là những ca khúc, những bài thơ của Nguyễn Thiện được phổ thành ca khúc thì đang biên tập lại rồi, và đang xin phép của nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Thì đang xin phép rồi, thì để sẽ xuất bản trong thời gian tới. Thế thì còn dịp tới nữa thì từ này cuối năm á thì mình sẽ ra một tập thơ nữa, sẽ có một tập thơ nữa. Thì mình đang nói đấy, thì chính cái bài cuối của tập thơ này là mình sẽ cố gắng làm sao để nối theo với lại cái khôn nguôi này. À. Sẽ trang tập nữa. Yeah. Đấy. Thì có thể tập tới đây sẽ là khôn nguôi. Thổn thức rồi đây, đến khôn nguôi. Bài này sẽ kế tiếp theo đó, cái tập tới thì khả năng sẽ là lấy từ khôn nguôi này sang đấy. À, hay quá. Như vậy là các tập thơ đấy của mình, người đọc cũng giống như đi theo một câu chuyện ấy chú nhỉ. Đi theo một hành trình, rất là mong đợi tập thơ đó. Ngoài ra thì còn có những hoạt động nào khác hay là những sản phẩm nào khác liên quan đến thơ mà chú đang thực hiện không ạ? Thực ra thì mình thì chỉ tập trung vào thơ. Yeah. Tập thơ vào thơ. Và thì cũng không có cái đây là nghề tay ngang. Mình không thể viết được hơn cách khác ngoài khác nữa. Nhưng mình chủ yếu là về thơ thôi. Vâng. Thực ra thì đối với các nhà thơ thì việc mà có thể đọc lên những bài thơ của mình và có tính nhạc ở trong đó, ví dụ như là các buổi ngâm thơ hay là có nhạc nền để mà mình tạo thành những cái file đọc thơ cho mọi người nghe đấy ạ. Thì cũng nhiều nhà thơ cũng rất là thích làm điều đó. Nhưng không biết là với chú Nguyễn Thiện thì sao? Thì thực ra thì mình cũng đọc thơ. Yeah. Và có một số thì mình cũng không ngâm được. Giọng của mình không ngâm được thì lại nhờ một số chị ở trong câu lạc bộ. Mình hiện nay là đang là trong câu lạc bộ, và mình vừa rồi mới nộp đơn vào với Hội Nhà Văn Hà Nội. Thì các anh bảo thôi thì từ giờ đến tháng đợt tới này sẽ kết nạp
Thế còn mình thì đúng là mình đi theo sinh hoạt hội cái câu lạc bộ thơ của Bắc Từ Liêm cơ. Đấy, câu lạc bộ thơ Bắc Từ Liêm. Thì mình đang sinh hoạt ở câu lạc bộ đó. Cái cũng mong muốn một nho nhỏ là muốn được học tập và muốn được cống hiến. Vâng. Nốt những cái những gì mình có thể cống hiến được với lại bạn bè, với lại gia đình, rồi với xã hội. Vâng. Dạ, thật là tuyệt vời. Và biết đâu là sắp tới sẽ có những đêm thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện. Và xin được chúc cho hành trình mà trong những giai đoạn như chú đã nói là rất là say viết như giai đoạn này, thì có thêm những cái tác phẩm nữa, những tác phẩm mới gửi gắm vào trong đó tâm huyết và những thổn thức, những trăn trở, những băn khoăn của chú. Thì mình đầu tiên là mình phải xin cảm ơn chương trình. Dạ. Còn rất nhiều người giỏi hơn mình mà chưa được lên sóng, chưa được ghi hình. Nhưng mình thì lại được ghi lên sóng ghi hình, đây là một sự ưu ái, một sự gọi là động viên mình rất lớn trong cuộc sống. Thế vừa rồi là ngồi để đợi vào chương trình thì mình cũng viết được mấy câu thơ để tặng lại các anh các chị trong chương trình. Đấy, mình cũng xin viết để mình đọc luôn ha. Vâng. Gửi một tấm lòng. Xin cảm ơn các chị, xin cảm ơn các anh đã ưu ái cho mình được ghi hình lên sóng. Thơ chính là cuộc sống, thơ chính là lời ca. Thơ đem đến cho ta bao tháng ngày hạnh phúc. Cho tôi xin được chúc tới tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi trong chương trình phát sóng. Sức khỏe và hạnh phúc, đẹp tâm hồn thơ ca, chúc tất cả chúng ta ai cũng là thi sĩ. Hay quá ạ. À. Quả thực là thơ chính là cuộc sống, thơ chính là lời ca. Và bất kể lúc nào là chúng ta cũng có thể trở thành thi sĩ. Và mong mọi người ai cũng trở thành thi sĩ để cho cuộc sống nó vui vẻ, nó hồn nhiên, nó hạnh phúc, nó làm cho tất cả gì bớt sân si đi. Nó làm cho cuộc sống con người ta nó gần gũi nhau hơn qua thi ca, qua âm nhạc, thì con người ta sống nó hướng thiện lên, nó gần gũi, tăng bạn bớt thù. Thật là tuyệt vời với những nguồn cảm hứng này, với tinh thần này của nhà thơ Nguyễn Thiện đã mang đến cho chương trình Cho Ngày Hoàn Hảo. Và hy vọng là với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì quý vị và các bạn cũng đã có thêm được cho mình tình yêu với thơ ca, với văn chương nghệ thuật, và yêu cả những cái chất liệu rất là gần gũi từ cuộc sống của chúng ta. Cảm ơn nhà thơ một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn Xuân Quỳnh, xin cảm ơn tất cả các chị của chương trình. Và xin cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ đã đến lúc phải nói lời chào tạm biệt tới quý vị khán giả. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ còn quay trở lại với những số phát sóng tiếp theo. Chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin chào. Trời ơi về đâu cho ta về theo với giữa không gian vời vợi, giữa đại ngàn bao la. Là em bơ lang loài hoa giữa cao nguyên hùng vĩ, ánh lửa trong mắt người tình si. Nắng đang bước em đi, mây che đường mát, gió du bạt nhạt, tóc xóa bờ vai xanh, ước gì em cùng anh chung đường về phía ấy. Ước mùa hè cứ mãi để chúng mình bên nhau, để chúng mình thương nhau. Hỡi mặt trời về đâu, xin đừng quên ta nhé, ngọt ngào dòng sữa mẹ em mặt trời Tây.
mặt trời. Mặt trời ơi về đâu, cho ta về theo với giữa không gian vời vợi, giữa đại ngàn bao la. Là em bơ lang loài hoa giữa cao nguyên hùng vĩ, em lung linh ánh lửa trong mắt người tình si. Về phía ấy ước mùa hè cứ mãi để chúng mình bên nhau, để chúng mình thương nhau. Hỡi mặt trời về đâu, xin đừng quên ta nhé, ngọt ngào dòng sữa mẹ em mặt trời Tây Nguyên. Tóc xóa bờ vai xanh, ước gì em cùng anh chung đường về phía ấy. Ước mùa hè cứ mãi để chúng mình bên nhau, để chúng mình thương nhau. Hỡi mặt trời về đâu, xin đừng quên ta nhé, ngọt ngào dòng sữa mẹ em mặt trời Tây Nguyên, ngọt ngào dòng sữa mẹ em mặt trời.